Đến tay mình đây là con điện thoại rẻ nhất của Xiaomi bán tại Việt Nam, đó chính là con Redmi A1. Với mức giá con này thì bây giờ nó rơi vào tầm đâu đó là 1,6 triệu đến 1,8 triệu thôi. Các bạn có thể là mua online để mà có mức giá tốt nhất. Đa số các shop hiện nay thì đang bán với tầm khoảng là 1,7 triệu đến 1,8 triệu. Tuy nhiên trong những cái đợt sale lớn ấy thì mình thấy là thậm chí là con này còn được bán với phân khúc tầm là 1,6 triệu đến 1,7 triệu thôi. Vậy thì chúng ta hãy cùng đánh giá thử con này là với cái tầm giá thì nó có đáng mua hay không nha. Thì cái điểm đầu tiên mà có thể coi là ưu điểm các bạn mua con này đó chính là máy mới full box lập hộp. Các bạn thấy như mình có đây là một con máy mà có tem phân phối đến từ là FPT nha, hoàn toàn đầy đủ. Và con này là bản 2 RAM và 32GB bộ nhớ trong. Tất nhiên với một con máy mới full box nguyên siêu như thế này các bạn sẽ có đủ 18 tháng bảo hành. Một điểm lợi thế rất lớn. Trong tầm này các bạn mua điện thoại cũ thì bảo hành nó cực kỳ hên xui ha. Một vài tháng, cao lắm là 3 tháng. Đến 4 tháng thôi, không con nào là các bạn được bảo hành 12 tháng chứ chưa nói đến là 18 tháng như con này. Và rủi ro thì nó sẽ thấp ha, và hầu như các bạn mua thì rất là yên tâm về phần chất lượng điện thoại. Nhưng tất nhiên rồi, đánh đổi lại thì cái thông số cấu hình con này nó không cao. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm cộng, ví dụ như là chúng ta thấy một cái thiết kế khá là trẻ trung này. Cũng như là cái cách mở hộp con này thì nó cũng rất là đặc biệt, nó khác với các con Xiaomi khác ha. Và Redmi dòng A là cái dòng mà điện thoại thông minh nhưng mà không chảy MIUI của Xiaomi mà chảy Android One, Android Go chứ. Rồi, bên trong là máy, nghĩa ra là vẫn là một con máy mới full box đập hộp khá là chỉnh chu như thế này. Và tất nhiên là cũng không hề bảo vệ môi trường rồi. Anh em sẽ có bên trong là sách hướng dẫn sử dụng này, que lấy sim và adapter sạc, tất nhiên là 5V 1A rồi, cổng cáp là micro USB. Tuy nhiên thì cái bộ cáp sạc này thì mình tin nó rất là bền nhá. Các bạn có thể xài thoải mái vài năm. Rồi, máy còn ở trong full box nguyên siêu như này đây và có tem phiếu đầy đủ nha. Quá là phê. Rồi ok, với thiết kế thì có thể nói đây là một điểm cộng dành cho Redmi A1. Máy sẽ có cái mặt lưng được làm giả da. Mặt lưng này thì hẳn chế báo mồ hôi cho vân tay và cho cảm giác cầm nắm tốt nha. Cũng như là đây cụm camera chúng ta có đèn LED hai cái khá to này, hai ống kính camera có AI nha, logo thương hiệu Redmi. Bên cạnh phải thì chúng ta có phím nguồn tăng giảm âm lượng, cạnh trái thì sẽ là khay SIM. Và cái build con này thì mình thấy là tuy là giá có 1,7 triệu 1,8 triệu như này nhưng mà nó cũng không đến nỗi ọp ẹp nha, nhấn vào thì cũng không bị lún. Và khay SIM của máy thì 2 trong 1 rất ok luôn. Lắp 2 SIM vào làm máy phủ nghe gọi, rất ổn áp ha. Phía trên thì chúng ta có một cái này mình đoán là loa hả? Và bên dưới thì chúng ta có jack 3.5, cổng micro USB và cái micro chính. Phía trước thì đó, tem phiếu vẫn còn rất là đầy đủ ha. Và chúng ta có cam 8, có pin 5000, màn hình to là 6,52 inch, chip là Helio A22. Rồi, màn hình máy theo kiểu giọt nước và không được dán sẵn. Rồi mình mới khởi động lên hàng logo Xiaomi Power by Android. Rồi ok, đầu tiên là chúng ta có cái giao diện nó rất thuần, nó rất khác với lại là các con MIUI ha. Ban đầu thì mình thấy nó không đến nỗi gọi là quá lắc giật trong cái giao diện như thế này. Có thể thấy 32GB nhớ trong là một cái mức ok ở trong tầm giá nha. Và tất nhiên có sẵn tiếng Việt vì con này là máy chính hãng. Rồi tấm nền màn hình con này thì nó không đến nỗi quá kém, không quá ám. Và kích thước thì cũng thoải mái để mà các bạn quan sát nha. Đó là 6,5 inch. Tuy nhiên con này thì không có khả năng bắt Wi-Fi 5, nó chỉ có Wi-Fi 2.4 thôi. Các bạn thấy ở đây này, đây giao diện chính của máy ha, Android Go nên là nó thuần Google, nó vẫn mang một số những cái đặc trưng của MIUI nhưng mà cơ bản là thuần ha. Với những thao tác ban đầu thì mượt nhưng mà mình cũng cần phải test thêm con máy này, sau đó review chi tiết hơn gửi đến các bạn. Tiếp theo nói về tấm nền màn hình thì con này có kích thước là 6,5 inch và thực sự là một điểm cộng ở trong tầm như thế này. Khi mà cái tấm nền con này thì có một cái chất lượng hiển thị ok, ít nhất là ở điều kiện trong nhà thì con này mình thấy là có độ sáng, màu sắc, chi tiết và góc nhìn ổn nha. Tấm nền con này là IPS LCD, không phải là cái tấm nền TFT, cho nên là các bạn vẫn có thể là quan sát ổn. Còn để nói mà nhìn ở ngoài trời ấy, thì tất nhiên các bạn sẽ phải tăng độ sáng lên rồi và chỉ nhìn được ở điều kiện trời không quá nắng gắt. Nhưng mà trong tầm này thì mình nghĩ là chấp nhận được. Tiếp theo là về cấu hình thì máy có 2 RAM và 32GB bộ nhớ trong. Con chip là A22 thì chúng ta phân tích từng cái thứ một.
thì với 32GB, tức là trong tầm này là 32GB là một cái mức tiêu chuẩn và một mức ổn, thì nó sẽ lợi hơn là những cái con máy mà một vài năm trước trong tầm này chỉ có là 16GB, và 16GB thì nó thiếu thật. Và bộ nhớ hệ thống con này thì 9GB, có nghĩa là cái bộ nhớ mà để mà chạy phiên bản Android 12 ấy, những cái tem thì các bạn sẽ còn đâu đó là 32, và trừ đi tầm 10GB thì các bạn vẫn còn 20 đến 22GB. Đó, để mà chúng ta cài thêm game app thì các bạn thấy ở đây là mình cài này, có cài Liên Quân, có game Subway Surfer, My Tomcat 2, rồi là Traffic Rider, một số game đua xe, TikTok, YouTuber, rồi Trình Duyệt Live. Đó, một vài cái thì Facebook Live đồ này kia. Thì các bạn thấy là vẫn còn trống, đây báo này là 17,39GB, tức là một cái mức trống vẫn còn rất ok để có lỡ mà update thêm phần mềm rồi là các app đồ này kia thì nó vẫn không bị thiếu à. Còn con này thì không phải các bạn là chụp ảnh hay là quay video nhiều đâu, nên cũng không lo về cái vấn đề lưu trữ về hình ảnh và video. Còn 2GB RAM thì thực sự là cái mức này là một cái mức là hầu như là thấp nhất và tối thiểu của Android này. Android bây giờ thì cũng hiếm con mà 1GB RAM lắm. Ý là máy mới ra mắt mà còn có 1GB RAM bèo lắm cũng phải là 2GB. Và con này thì như mình đã nói là Xiaomi cứu nó bằng cách là cho chạy Android Go. Đó, nên là 2GB con này thì với những cái thao tác cơ bản nhất của một người dùng smartphone, như mà chúng ta lướt qua lại và sử dụng một số những cái app, thì nó không đến nỗi gọi là quá lắc giật. Và con này thì cái kinh nghiệm là các bạn sẽ nên xài Upline nha. Mình trong những video review trước đây mình đã từng nói rồi, điện thoại nào mà có 2GB RAM ấy, hoặc 3GB nếu được các bạn dùng Upline nó sẽ rất là mượt, như gọi là TikTok Live, rồi là Messenger Live, Facebook Live đồ này kia ấy, rồi là Trình Duyệt các bạn dùng những cái phiên bản rút gọn đi thì nó sẽ đỡ lắc giật hơn. Các bạn thấy tất nhiên là những cái thao tác này nó vẫn khửng khửng vì nhưng mà nó vẫn đỡ hơn đó. Như gọi là Facebook Live này thì nó lướt cũng khá là ok này. Đấy, còn về cái vấn đề game thì những game như kiểu là Candy Crush Saga thì nó vẫn có thể chơi được, hoặc là chém trái cây, rồi là con mèo cho em bé con nít chơi. Còn với Liên Quân Mobile thì mình cũng có thử vào là mình test thử xem như nào ha, thì ok, nó vẫn kích được 60 FPS. Còn A22 này thực sự là nó ảo, mấy con chip MediaTek giá rẻ nó ảo lắm, có thể lên được 60 FPS luôn, thậm chí là một số con khác vẫn lên được, nhưng lên được là một chuyện, còn chiến được hay không là một câu chuyện khác. Đó, nó cũng sẽ khá là lắc ha, đòi hỏi là các bạn phải gọi là vượt khó, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi để thì may ra mới chơi kiểu như là Liên Quân được, còn lại là chơi những game nhẹ nhàng thôi ở trên con này thôi. Còn mấy game đua xe này thì nó vẫn chơi được này, như là Kart Rider, Bike Racing, nhưng nó cũng giật lắc nhá. Đó, còn YouTube các bạn dùng YouTuber các bạn xem cho nó nhẹ, với lại là chạy nền không có quảng cáo đồ này kia cũng hay. Rồi tiếp theo một cái khía cạnh nữa là các bạn có thể là dùng con này để mà phát wifi, thì đó mình cũng có lắp sim 4G của Loco là nhà mạng subbrand của Mobifone đấy. Mình cũng đang test con này và mình cũng thử phát wifi cho con này luôn ha. Cảm thấy là mình đang Mobifone nó hiện ra, nhưng mà thực ra sim này sim Loco này, mình có bật lên thì mình cũng có test kết nối với con iPhone 13 Pro của mình đây này. Đó, mình dùng iPhone 13 Pro là máy chính của mình nhé. Đây này, Redmi A1 mình kết nối ha. Thì cho cái tốc độ cảm thấy thì cho cái tốc độ lướt web khá là nhanh nha. Đó, rồi lướt đồ này kia rất là ok luôn. Có nghĩa là con này bạn có thể dùng làm module phát wifi cũng ổn. Và mình cũng test speed test luôn nha. Đó, mình lướt xem là test nó được bao nhiêu. Thì mình thấy là đây, ping thì nó là ở mức 23, 25, 27 gì đó. Và cái tốc độ nó có thể lên được 30, lúc nãy nó lên mình thấy nó quá 30 ha, tùy từng lúc ha. Thì thấy ok, tốc độ 28 30 mb thì cũng khá là ok rồi. Nó có tư chứng tỏ con này thì nó phát wifi cho thiết bị khác cũng ok. Đây, kết quả đây. Và đó, xem video vẫn được luôn nha, xem video YouTube. Đó đó. Tiếp theo nữa là cái phần mềm nói kỹ hơn tí, thì con này như mình đã nói thì nó chạy Android Go. Vẫn Android là 12 nha. Tuy là Android Go thôi nhưng mà con này thì vẫn build trên là MIUI chứ không phải là Android thuần hoàn toàn. Bản vá là 1/4/2023, Android 12 khá là ok rồi. Và như là nó sẽ không có tính năng như trên MIUI. Tuy nhiên nó vẫn có một vài cái như là chủ đề này. Cảm thấy chủ đề thì nó cũng cắt gọt rất đơn giản. Vẫn có những cái cử chỉ vuốt thay thế điều hướng ha. Cử chỉ này, nó có mở rộng bộ nhớ luôn. Trời ơi, chưa?
Thua, thôi ông Xiaomi luôn. Bổ nhớ trong đã 32GB rồi còn thêm cái tính năng này làm cái gì nữa. Tức là nó vẫn tên nền MIUI nên vẫn có những cái tính năng MIUI sẵn, nhưng mà nó sẽ theo hơi hướng là Android Go thuần nhiều hơn. Rồi cập nhật hệ thống nãy thì nó cũng nhật thấy chưa? Những cái này wallpaper là của MIUI. Và con này thì chắc cũng không được lên Android 13 đâu và cũng không cần thiết lắm. Con máy có một củ 7, củ 8 mà. Đó, và loa thì con này có một loa đơn thôi, loa theo kiểu là nghe được thôi. Đó, chứ không phải là nghe để nghe hay và trong tầm như này. Còn camera thì giao diện các bạn có thể thấy đây này. Đó, theo để mà thấy ảnh là được. Cảm thấy giao diện vẫn là của MIUI ha. Tính năng thì chuyển động nhanh, video ngắn đồ này kia, nhưng chủ yếu là thứ nhất là chụp cam sau thì chụp thấy ảnh và cam trước thì thấy được cái khuôn mặt. Để các bạn gọi video call thôi là được rồi. Và một con máy giá rẻ như này. Và cuối cùng pin thì con này có dung lượng 5000 và sạc là 10W cổng micro USB. Thực ra pin con này thì các bạn xài thoải mái một ngày nhé. Pin con này thì nó cũng khá là trâu bò. Và cuối cùng thì như mình đã nói thì với một cái con máy của Xiaomi các bạn sẽ có là đó, với full box đập hộp 18 tháng bảo hành cũng rất là ok. Thì rõ ràng với tầm một củ 7, một củ 8 thì mình nghĩ là con này thì nó vẫn phù hợp với một số đối tượng nhất định. Có thể là những cái bản muốn mua con này cho phụ huynh, ông bà bố mẹ lớn tuổi đó, cần một con máy yên tâm. Chứ tầm này bạn mua máy cũ thì lỡ 2-3 hôm nó hư thì sao, không biết được đúng không? Cấu hình cao như 2-3 hôm nó hư để mà nghe gọi nhắn tin, lướt Facebook đồ này kia rất là cơ bản đó, thì nó đáp ứng được. Thứ hai là các bạn học sinh sinh viên túi tiền eo hẹp cần một con máy phụ để mà sử dụng hai sim phát wifi, dùng sim data 4G hoặc là đó, dùng với nhu cầu một chiếc máy phụ cơ bản thì ok, vẫn đáp ứng được. Hoặc là những người mà dùng con này để chạy xe ôm công nghệ thì mình nghĩ là vẫn hoàn toàn có thể chạy được nha. Chạy Grab, Gojek đồ này kia, Bi này kia thì con này vẫn được, và con đầu giá nó quá rẻ. Đó, bắt 4G này kia cũng khá là ok để mà có thể chạy xe ôm công nghệ thì cũng hợp lý. Rồi thì nội dung video đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như thấy hữu ích các bạn hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký kênh mua hàng online để ủng hộ mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.